Cái này ra chết luôn. Nào. Để ý nghe, tháo sao cái bị chạy xăng các bạn, máy phát cỏ mà nhớt nhau dữ vậy trời, máy ta đâu xì nhớt dữ vậy, máy này không 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 lẽ nó đổ hơi rồi ta. Gì vậy bác? Máy này nó đổ xăng không ta? Đâu mình đổ xăng vô đây thử đúng rồi chào nó đúng rồi đúng rồi đổ lấy gì chạm chờ ngồi mỏng ngay đây rồi ta ngồi thấm ngay đây rồi nè nó ra nè chứ không thấm ngay đây là nhân rồi chạy xăng đường này nè rồi máy không có bị gì hết trơn á chạy xăng của mình xăng rồi mỏng quá nè lâu lắm rồi. Mình nghiêng quanh chút thôi đang thấy không chạy sang chạy sang chạy sang chạy sang ngay đây nè, ngay đây quá mỏng rồi nè. Khi mình để ma sát cái vít rồi bây giờ nó bây giờ cái này giờ kiếm ở đâu ra mua đi kiếm mua đi. Giá có cái gì giá không thì cứu trời. Dạ. Bộ lư này giờ thua rồi các bạn ơi. Nhân thấy bộ lư nhân thua rồi. Không mấy cái cỏ riêng đó, bộ lư riêng cho hai clip đi. Cho hai clip à. Review sửa mấy cái cỏ. Còn sao bây giờ có cách nào giá nó không? Lấy gì giá vậy? Khi con. Khi con hả? Khi con lúc nó chịu xăng không? Nó đâu chịu xăng đâu. Xăng chúng vô chảy luôn á. Chảy hả? Ừ. Xăng là chắc quá quá độc mà không đúng đâu chúng vô gì tiêu đấy, chỉ chứa mũ thôi. Rồi biết luôn rồi, em biết rồi. Kèo ba bơi. Lấy kèo ba bơi. Ừ, cái đó có thể. Chứ khi con giờ em chế xăng vô khi con chảy xi con luôn á. Giờ chạy mua kèo ba bơi. Để anh chạy mua keo AB cái anh nha. Rồi sao ngay đây lúc nào nó cũng ướt hết ta. Nó không bà cái gòn dùng này bây nữa. Bây giờ anh nhân anh nhân rảnh anh nhân chùi sơ giùm em cái này nha. Em đi chạy đi mua cái thấy máy vô. Không. Đấy, em chạy đi mua cái ấy. Một cái silicon nhiều khi nó chảy ra chảy là thiệt á cái này giờ không anh điện thoại anh lên mạng anh bấm giùm em cái anh nha anh lên mạng anh coi giùm em coi silicon nó có chịu xăng không kiếm gì đâu việc được ảnh đâu đây giờ máy này nó bị chảy xăng các bạn ơi mình tháo ra kiểm tra coi thì phát hiện thì nó sẽ chảy xăng ngay cái bình xăng này các bạn
khi mà máy mình phát cỏ các bạn thì thường thường để xuống như thế này nè các bạn, thì nó cắn đá hay là cây đất này cái nọ, nó lâu năm quá nó cắn các bạn thì nó mòn cái đít các bạn, à nó mòn cái đít quá giờ nó rỉ xăng ra đó. Khi mình chạy cái độ nóng của cái máy lên đó thì nó càng sơ nó tẩy thiệt thằng thơm thua anh nhân đúng không, silicon là nó không có chịu được cái xăng. Rồi giờ thì để khắc phục lại cái này thì nhân cũng không biết luôn. Để ngày em nó đi mua keo về mình chét các bạn. Quá, em tính vô mấy cái đầu cạo. Lấy kéo con cạo nè, cạo xong rồi nè. Đúng không? Phải cạo nó mới dính. Được rồi, anh cạo chốc gì là chét vô dính rồi nè, nó. Không? Được rồi. Đúng rồi, anh phải cạo. Chỉ đừng nó sẽ láng quá nó mới dính đâu. Tao phải láng, nó có cái đầu mài. Thôi vậy được rồi, nó mỏng dữ lắm mà cạo nữa hồi tiêu hết trơn. Rồi em mình nó đi mua chai hai chai keo AB các bạn. Đó anh nhân. Để được. Mình kiếm làm thêm nữa hả? Mua hai chai keo AB về, bây giờ mình sẽ trộn lại và mình sẽ chét vô trong cái bình xăng này các bạn. Mình trải nghiệm mà, nếu như mình khắc phục được á, mình đổ xăng vô mình khắc phục được mà nó không chảy á là ok nha các bạn, nếu nó chảy thì thôi. Nếu nó chảy thì mình phải đi mua bình xăng khác, mình đi mua bình xăng nghĩa địa các bạn, mình gắn vô nha. Chắc hết rồi mình nha. Hả? Phút này chảy không ta? Không, nó chỉ chảy đây thôi. Nè, nó test nè, thấy không? Nè, một lần nè, thấy không? Nè. Yeah. Mới đó không cần đâu. Nè, test luôn rồi. Thì đó, bước ngay đó thôi. Ờ, bước ngay đây thôi. Mình chết. Chết rồi, bắt đầu mình đổ xăng vô mà nó khắc phục được thì ok. Là sau này xài được. Còn nếu nó chảy là thua. Nếu như nó chảy là mình sẽ mua bình xăng khác gắn vô thôi. Một là chế kiếm cái chai mũ chế. Rồi ok. Rồi. Đây, vô nó mới có chừng chúng. Review keo rồi anh. Đây chính là keo hai thành phần AB nha các bạn. Rồi đem 6 luôn à. Keo này nó trị gì đầu nước nghe bị xì rồi chét hay lắm. Nắp xì láp, máy mà xì thế rồi chét cũng được nữa mà. Nó mạnh lắm. Cực cực. Đó, nó cho được cái gì á, nó muốn. Cái này quá quen thuộc với ai. Hồi đó anh xài này khắc phục cho mấy ghe độc quá. Năm mươi không anh nhân? Lấy vừa đủ chét này thôi, mình làm sao cho nó đủ chét cái này là cái 50-50. Hồi đó mấy cái ghe nó ghe độc chở cá nó xì, máy nó xì. Nè, đây nó có cái đầu nhọn bạn chích vô đấy. Đó, ra liền. Nữa đi. Nữa hả? Nhiều mới cho tốt. Rồi. Mươi cho ta. Rồi, được rồi. Rồi. Quậy đi, quậy hai cái cho đều lên. À.
Bữa nay làm gì mà kẹt kẹt ghê luôn. Kẹt ở đâu? Này dọc dài lên quốc lộ 22 kẹt ghê thiệt chứ. Giờ ra ngoài là kẹt, cứ ngắt à. Em mua là ngoài chợ rồi. Sao đẩy thì đổ xăng được. Đâu, mình khúc này còn nó kẹt nữa, kẹt quốc lộ. Kẹt xe hơi á. Ừ. Ngày nay ngày nghỉ của nó nè, nó đi dữ lắm. Rồi được em. Cái này. Không cho đều chút hả? Được rồi, điệu rồi, ok rồi. Chắc lên đây nè. Rồi. Cho nó lỏng quá ta. Ừ. Nhân. Có nghĩa là hồi nãy mình sẽ chế cái nước nước trắng ít. Ở đâu? Cái này là ta kêu 50-50 mà. Nhưng mà mình chế ít chút đừng cho nó chảy. Mình cho nhiều lắm. Nhiều quá. Phải nhiều quá nha. Được rồi, không sao đâu, ngồi nó khô rồi con lắp thêm cái nữa. Cái này khô luôn. Mình sẽ thêm. Chủ yếu là chỗ này nè. Than chùi chùi khô cái này còn dư thì chết luôn. Đâu à, còn dư chết bên đây luôn bạn ơi, cái bỏ ủng quá. Quá kéo mình nó chảy quá nè. Khoan, anh cho nó dày á, chủ yếu là cho nó dày lên đó anh nha. Không? Có xấu kệ nó. Này mình làm mà dân nghệ làm của mình chơi mà chứ đâu phải thương mại đâu. Nó sạch sạch thôi đó nha, cứng rồi đó. Chút xíu nó khô giờ. 5 phút. Dưới rồi đây chân cứng rồi đây. Lý ra quậy hết luôn lắp chân này cũng thôi vậy được thôi, hồi cứng rồi là nha, mau lắm. Khi là mình chét cái gì anh Nhân? Cái gớt gì vậy? Mình chét cái cây ba bơi lên thì mình thấy nó khô khô rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình đổ vào thử ra nó chảy không nha. Chảy nó phùi. Chơi hết chai luôn này. Rồi. Rồi, tới nóc. Đậy luôn rồi các bạn. Ê. Chạy không? Thử không biết chưa. Ồ, mình thấy khả quan hả các bạn ơi. Chắc được á. Ok các bạn ơi, không còn khu veo các bạn. Kèo xịn à. Ok. Rồi vậy. Rồi giờ mình đổ xăng ra mình gáp luôn hả? Đổ xăng ra gáp lại. À để vừa gáp luôn. Thôi, chảy xăng. Rồi. Đổ xăng đi. Đúng rồi, giật nổ luôn. Vậy châm xăng vô giật cho nó chạy coi nó có chảy xăng không nha các bạn. Xăng nó pha nhớt rồi hả? Pha rồi.
bài. Nhiều quá nè nè. Hồi nước. Thúc cái gì à? Thúc là chân kính thôi, cứng thôi. Cái ống này nó xì hao. À. Được cái ống đó đó hả? Đây. Cắt luôn. Rồi. Lên máy. Đâu cho nó chạy coi. Chém bạn. Đâu có, mình lên ga nó mới quay cái đó. À, biết được anh. Nó đâu có lên xăng đâu. Chưa không? Hả? Xăng nó đâu có lên đây đâu. Làm sao có cho xăng lên đó kìa. Trời ơi. Em biết sử dụng máy nào không? Máy sửa lần đầu. Rất dép luôn các bạn ơi. Hồi đó anh biết chạy thôi chứ đó giờ anh chưa biết làm cái này. Giật cái hồi le lử luôn á. Lên ăn kìa. Lên rồi đó hả? Ờ nó bơm lên đó. Đóng lè không? Đóng lè cái rồi. Cái đó cái gì à? Bơm. Rồi bây giờ là nó không còn chạy xăng nữa bạn ơi. Không còn chạy xăng nó không chạy. Mà nó không chạy. Đó. Chạy không bạn ơi. Chạy ơi. Ồ. Sao kỳ vậy? Từ học sáng học sáng. Ô máy chạy nha, giữ ra. Máy này theo chế động cơ này vô xe đạp chạy được không? Anh nhân giật thì mang cách nha em. Hả? Theo mình chế động cơ này gắn xe đạp chạy được không? Được. Ủa sao giờ chạy không được? Lại cái này. Rồi ok các bạn ơi, hết chạy xăng rồi các bạn ơi. Ok. Bữa nào kiếm một cục gì chế vô chiếc xe đạp chạy xíu Long ơi. Rồi. Xong rồi các bạn. Rồi, xong. Giờ không còn chạy xăng nữa các bạn ơi. Hết chạy rồi. Hồi nãy á đóng là gì nè, sao chạy được? Rồi đóng rồi. Nãy đóng gì đó? Ai biết em có chạy này đâu.